sau đây mình sẽ tự mình xin tự giới thiệu mình là Nguyễn Châu Đức, và sau đây mình sẽ review nhà bạn Hồng Đức, vườn Thượng Uyển anh Lê nhà anh Đô Ly Hồng Đức. Và cây rất đẹp. Wow. Wow. Đây là lần đầu khu đây là lần đầu tiên xem, nhưng mà tao cảm giác như đây là lần thứ hai Wow, đây là chậu cây. Xong. Và đây là giường bố mẹ của bạn Công Đức. Wow, xịn luôn. What the fuck? Vâng, quả TV mấy bốn mấy anh đấy? Wow, quả TV chắc tầm 30 à 4 42 inch à 40 inch ấy. Vâng, cực kỳ xịn. Wow, đây là ông Đức lúc nhỏ. Chú Đức. Chứ à, chưa bị bé đẹp trai đây rồi. Đi rồi ba này. What the fuck? Tôi chưa thấy cái từ lâu lắm rồi đấy. Tập phát cái này đây đây bạn Hồng Đức ạ. Đây Hồng Đức đây, đây bạn bố mẹ bạn Hồng Đức ạ. Đây bố bạn Hồng Đức. Đây mẹ bạn Hồng Đức. Nào, ôi rồi nghe mất cửa sáng rồi. Wow, quá xịn luôn. Vâng, đây là hang ổ bạn Hồng Đức. Quay hang ổ đó. Rồi, đây là nơi bạn phục vụ nhu cầu cá nhân mỗi ngày. Còn đây, vâng, bộ laptop và bộ PC nghìn tỷ của bạn Hồng Đức. À, màn unbox mẹ à khởi động PC nghìn đô của bạn Hồng Đức. Wow, quá tuyệt luôn. Asus cái gì cơ? Đức. Asrock là cái gì? Hãng hãng nào đấy không? Wow, Win 10 luôn. Wow, vừa mở ra quả. Vừa có thể diễn tả cảm xúc. Xúc động quá. Vâng, xin im bác. Tôi nghe phim bắt kiểu trên cái này. CBUZ luôn. Wow, xịn tới rồ VIP. Có mơ nhà gì không? Có, nhà gì mạnh hơn mà. Máy gì mạnh hơn đây, nhiều. Đây, sau đây sâu cấu hình máy Đức cho mọi người xem. Đây nó làm gì? Nó sâu sâu cái gì? Wow, 6 GB được của nó luôn. Chip gì đây? 12,9 GHz. CPU G gì 2020. What the fuck? Được của nó luôn. Quả máy xin cả máy nhà mình. Chip GTX 750. Wow, cái chip ông bao giờ ông lưng cái chip này không? Ông có định lần cái chip đấy không? Không, kiểu tôi mua. Điều mà. Không, chả thấy chả có gì, thôi. Vâng. Sau cái này nhá, bán lại bảo bao nhiêu Đức? Thảo, không học gì quá. Vâng, sao 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 giá, sao giá sau. Vâng, giá 4.000 nhưng mà tận dụng nó thành cả chục đô, triệu. Ok, sẽ học bằng cái. Đây, đây hang ổ bản thân Đức. Thằng nào vừa làm gây cái này ra rồi đấy. Thằng Xuân, mày đấy. Thôi, tao hỏi là gì vậy? Vâng. Đây, anh xua bán đứt đứt vật uống ngay sớm mỗi ngày. Mẹ tôi bị chắc khỏe xương. Đây là unbox luôn. Khẩu súng triệu đô của anh Hồng Đức. Ở đây đúng không ạ? Chuẩn ạ. Đây ạ. Wow. What the fuck? Hồng Đức ơi, giải thích. Cái gì đây? Ôi ngại quá, cái gì đây? Ôi ngại. Đây 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 đây. Chúng mày đã biết quá nhiều. Vâng, cái này điểm gì? Cái gì đấy tôi không biết. Cả thẳng quá. Vâng, đây là kệ sách bạn Hồng Đức. Và bồ dầu bíp luôn. Wow, rồi, đây. Wow. Đéo ơi. What the fuck? Vâng. Đây là sinh bằng Đức. Vâng, có thể nói một khang này rất cực kỳ đoán, khó đoán. Vâng, máy giặt bằng Đức. Wow, chỗ nào cũng có cây, nhìn xanh thật đấy. Wow. Bị bơ dồ luôn. Quá đẹp, view nhà đẹp. Đấy, ngõ đẹp thật. Cây rất đẹp. Đau thật đấy, tôi vào để đau chân đấy. Mùa đông đau. Và về cầu thang là anh Đức đi xuống làm gì không? Phòng khách rất ấm cúng, 10 điểm cho cái phòng khách này. Và đây là giường của ba bạn Đồng Đức và cảm thấy rất đẹp, rất là lắp. Chào bạn, từ các bạn đây là bố bạn Hồng Đức ạ. Wow, nhà vệ sinh quá đẹp. Hả? Wow. Đang nấu cơm với các bạn. Sao
Xa thế. À, chào bác. Mà cháu quay vlog ạ. Vâng, đây chỗ để xe bạn Hồng Đức. Wow. Wow, để chỗ bạn Hồng Đức rửa bát mỗi ngày. Sao nhau nhiều bậc xe. Đây chỉ là thứ tôi muốn cho các bạn xem. Quả sân cực kỳ rộng, cực kỳ sạch nha các bạn. Đi rất tất ra ngoài luôn. Wow, bưởi rồi. Wow. Wow, đẹp quá. Rất nhiều bưởi. Rất nhiều bưởi. Rất nhiều xà lách. Rất nhiều xà lách. Thì rất ngọt. Tươi thật đấy. Wow. Bưởi quá. Đây, đây chỗ đồ dùng không cần để đấy. Đấy. Wow. Đây là khu vườn của bố bạn Đức trồng cây rất đẹp. Đây là cây rau má. Cây rau gì à? Đây là rau cải chứ. Cải. Đấy. Cả hổ luôn. Cái gì hổ nhỉ? Cái kia cây hổ nhỉ? Quên tên rồi, không sao. Vâng, đây là xà lách. Các bạn trồng rất nhiều xà lách. Hồng Đức có thích ăn xà lách không Hồng Đức? Không. Chán luôn. Wow. Đây là dàn thiết lý, à dàn gì nhỉ? Dàn mướp à? Wow. Bát mì siêu to khổng lồ, mẹ em Đức cho tôi ăn. Mùi Tùng, ngon không Mùi Tùng? Ngon, chán đâu. Chán ngon. Nhìn ngon không Mùi Tùng? Ngon. Rồi. Bác khéo tay quá, nhìn thấy sự khéo tay của bác luôn. Giống. Và vậy, Đức có cả cây trang trí trên ba luôn. Quả phiệu được quá luôn. Vừa ăn vừa làm, có khi vừa làm được thơ. Ờ. À, nào, đúng Đức ạ. Ông biết sao mà nhỏ ông? Nhà tôi không đẹp bằng được đâu. Thấy thế nào Đức? Một đây là một trải nghiệm đáng có. Wow, tôi thấy thế. Và wow, ngon chưa? Đi ăn cơm tối rồi, mà tiếc quá, thời gian còn có hạn, mình phải end video tại đây. Good job amazing. Vậy là video của chúng tôi đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem và hẹn gặp lại vào những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.